cải lương tâm lý tình cảm xã hội. Và tình là đến tác giả Yến Nhi Hoàng Ngọc, giám đốc sản xuất Nguyễn Văn Hoàng, chủ nhiệm Nguyễn Thành, biên tập thực hiện Nguyễn Xuân Thắng, dàn dựng Hoàng Ngọc. Với thành phần nghệ sĩ đã được quý khán giả gần xa mến mộ: Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm, Thanh Hằng, Hồng Nga, Tâm Tâm, Trương Hoàng Long, Thiên Thu, Tân Nhạc, Thái An, Cổ Nhạc, Văn Hải, Thanh Liên, Duy Thanh, Âm Thanh, Hồng Danh. Phụ sản. Thưa cô, bác sĩ bảo rằng cháu hoàn toàn có khả năng. Cả cháu cũng vậy. Cô biết rồi. Do đó, vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi. Chị hai có đồng ý như thế hay không? Tôi xin cô đừng có ý kiến trong việc này. Tôi không chờ đợi được. Tôi không biết là phụ sản người ta nói sao, nhưng tôi tin chắc rằng chúng nó ở với nhau sẽ không có con. Tại sao chị dám quả quyết như vậy? Thì đó là tại hai cái tuổi của chúng nó. Chị nói như gì tôi cũng vẫn không hiểu được. Tôi nói trắng ra là thầy bảo như thế. Hai cái tuổi chúng nó ăn ở sẽ không có con. Thầy là thằng nào? Ủa, đứa nào? Thầy là thầy coi tuổi chứ thầy nào. Nhưng nó bảo làm sao với chị? Trước đây cũng 9 năm chị đi coi tuổi, nói rằng hai đứa nó hợp nhau lắm mà. Tại trước đây tôi coi tuổi không có kỹ, chừng thấy tụi nó lâu quá mà không có con. Tôi đi coi lại thì tuổi tuy có hợp, nhưng cung mạng xung khắc lắm, không có con đâu cô à. Thì bà gì kỳ cục vậy, nói đi nói lợi như nít vậy cả. Và chính vì lời phán quyết của ông ta mà chị nhất định chia rẽ hai cháu đó. Gạt qua một bên đi chị. Chị hãy để lý luận cho suy nghĩ của riêng mình đi. Tôi nói biết lý luận khỉ vậy trời á. Nhưng con tôi có quyền quyết định và nó phải theo ý của tôi. Nhưng con không thương yêu ai khác ngoài vợ của con. Tao sẽ tù mày, nhưng chưa bao giờ tao đẻ ra mày. Chị nóng tính quá. Chị lại đem quyền làm mẹ ra đây mà lấn át đứa con của chị rồi đó. Tôi xin chị hãy bỏ ra những lo những lạc hậu sai lầm. Nếu vì tác động của chị gây ra, nói chung là của gia đình ta, mà hai cháu bị rẻ chứ tình chồng vợ thì chúng sẽ đau khổ và oan hận chúng ta. Hãy để cho chúng tự lo liệu cuộc đời.
nói chưa hết ý đó. Cô à, muốn gán cháu cho Thu Dung và bạn thân của nó đó. Này Diễm, tao đã bảo rằng tao không thương con nhỏ đó. Cứ con gái ông A, ông Hẹo động đảnh tao, tao tóc thèm liền. Tâm con đừng gây gỗ với em con nữa. Chị Hai à, ý của chị là cháu Tâm phải có vợ bé. Đúng. Mà hôm nay chị họp gia tộc lại là để hỏi ý kiến Mỹ Trinh chứ gì. À, nói như vậy đó. Có nghĩa là quyết định sẽ tùy thuộc vào Mỹ Trinh. Tôi nghĩ là nó sẽ bằng lòng. Như vậy là bất công. Cuộc họp mặt này có tính cách chèn ép, áp đặt. Đứng trước những ba người, Mỹ Trinh khó mà từ chối. Tôi cho nó chọn một trong hai điều kiện. Chị hãy nói rõ ra hai điều kiện đó đi. Một là chấp nhận cho chồng nó đi cưới vợ bé. Hai là ly hôn. Phản đối, phản đối. Còn phản đối cái thằng con Diễm nó thật là tàn nhẫn, nó tàn nhẫn lắm á. Cả mày nữa, tao cũng cho hai điều kiện. Một là mẹ mày, hai là nó. Hả? Hình như là mất cái tổ ong mà. Thôi, bây giờ không tranh cãi nữa. Phải để cho Mỹ Trinh có ý kiến chứ. Ý kiến của cháu sao? Tôi mơ, tôi cư, con yêu anh Tâm, con không thể xa anh ấy. Không có khổ Tâm, chỉ có gia đình làm khổ con thôi à. Tâm, mày đừng tưởng mày làm dữ như vậy là tao chịu lép đâu nha. Lần này thì đừng có hòng, tao không ngu nữa đâu. Nếu mày vẫn cứng đầu á thì tao cắt hết quyền thừa kế, đuổi mày ra khỏi nhà và không cho lấy một xu nữa đó. Mà má đừng đem điều ấy đi dọa dẫm con, làm áp lực với con như vậy. Chị Hai à, chị nên bình tĩnh lại. Nếu bây giờ chị bắt cháu Tâm chọn giữa gia tài và hạnh phúc thì tôi cam đoan với chị rằng nó sẽ chọn hạnh phúc đó chị Hai. Vậy thì tôi sẽ từ nó. Từ con thì được gì hả chị? Chị chỉ có một thằng con trai duy nhất mà chị còn dám từ bỏ nó. Thì tại sao chị cần phải muốn có cháu nội để nối dõi tông đường hả chị? Ờ, tôi không nói với cô nữa. Tại sao chị... chị hãy giải quyết một cách bình tĩnh, đừng để sụp đổ hình ảnh một người mẹ trong lòng. Sụp đổ thay kệ. Khi ra hai điều kiện là tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Đó là tôi còn nhân nhượng, chứ nếu không á tôi đã đuổi Mỹ Trinh ra khỏi nhà, mà cũng không ai làm gì được tôi đâu. Chị Tâm hay sao mà chị không biết mở miệng chứ? Từ má, từ con sẽ quyết định lý. Trinh à, em nói gì lạ lùng vậy? Phải, em đi nó sao? Trinh, Trinh. Đó, nó chạy lên lầu đó. Chạy theo ăn ủi Mỹ Trinh đi con. Dạ, dạ. Diễm. Dạ. Con theo má vô lấy tiền cho Mỹ Trinh. Dạ. Nó sinh ra từ chỗ nghèo, chắc nó chịu nhận đó. Dạ. Chị ấy không nhận cổ Phi Nghĩa đâu. Má đừng có đánh giá thấp chị Trinh như vậy. Đi học về không chịu vào ngay, đứng ở ngoài nghe hết rồi phải không? Sao lại khóc hả Kiều? Con thấy thương cho chị Trinh quá. Sao má lạnh lùng và tàn nhẫn quá vậy? Chị cũng vậy nữa đó. Chị ác quá. Nói cái gì mày? Chị không có quyền đánh em. Em nói là sự thật mà. Diễm, con đừng có đánh em mà. Ai biểu nó hổ? Thưa má, con biết làm con mà tất cứ mẹ cha là một điều mà.
bò mày lại đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Mọi việc đã xong, mày đừng có xíu vô nữa mày. Chẳng qua chị với má một lòng muốn đuổi chị Trinh đi mà thôi à. Ủa rồi sao? Tao sợ gì mày mà mình phủ nhận mày? Lúc nào chị cũng thôi thúc xúi giục má, bởi vì anh Tâm bảo chị rù quến má là đúng lắm mà. Hiểu. Mẹ ăn nói gì đó hả? Dạ. Ở nhà này chỉ có mày với thằng Tâm là cứng đầu cứng cổ à. Nguyễn Hồn, đừng có hỗn hào với má đó. Rồi đây, má sẽ nhận hậu quả những chuyện má làm đó. Kêu, kêu. Trời là trời, con với cái. Ờ, cũng tại má cưng nó quá cho nên nó mới vậy chứ sao. Trinh, Trinh à, sao em vội vàng quá đổi, em mãi mãi là của anh. Đừng đi nghe em. Không, anh Tâm, Tâm ơi, đây là sự lựa chọn trọn vẹn nhất cho chúng ta. Không vội vàng đâu anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không bao giờ hạnh phúc bên anh khi gia đình anh chưa cảm thông em. Trinh, Mỹ Trinh, không. Xin cô đừng ngăn cản cháu. Cháu hãy từ từ nói cho cô biết vì sao cháu chọn cách đi. Cô ơi, cháu không còn cách lựa chọn nào khác. Cô có hiểu cho cháu không? Tình cảm là không thể chia sẻ. Cái liên kết tay ba sẽ bị gãy ngay lập tức. Tôi không, đừng để nó hình thành chút tình cảm. Mỹ Trinh, nếu cháu muốn, ta sẽ đưa chuyện này đến tòa án. Cô sẽ đứng về phía cháu. Để làm gì? Thưa cô, không, tôi không thể nào làm thế được. Tất cả sẽ nghĩ rằng cháu cố tình gia tài của nhà này. Tôi không hề nghĩ đến tòa án. Anh Tuấn, thưa mình nguyện tôn nhau. Được cô à? Anh Tâm, anh đừng tranh cãi
con vua cũng nặng thay cho kẻ làm chồng mà không giữ được người thương. Anh đã biết đúng rồi là không thể mất em, dầu tuy đất cùng trời anh sẽ theo bước em đi. Theo em là anh sẽ khổ. Anh chấp nhận khổ miễn được bên em. Tâm, hay là cháu cùng đi với cô gặp má nhau một lần nữa coi sao? Xin cô cố gắng giúp giùm cho hai cháu. Nghĩa Trinh, em chờ anh. Mình đi cô, đi cô, đi. Không, không hy vọng gì nữa đâu Tâm ơi. Vì yêu anh nên em phải ra đi. Giữa anh hai của em với Mỹ Trinh. Anh hai của em với lại chị Mỹ Trinh đã xa nhau hơn một tháng rồi. Xa nhau? Ly hôn à? Tại trước khi ra khỏi gia đình em, chị Mỹ Trinh đã ký tên đồng ý. Mà tại sao? Tại mà em đâu có biết. Em biết, chắc chắn là em biết. Nói đi Diễm, nói đi em. Tại chị Mỹ Trinh không có sinh con. Cái gì? Không có sinh con rồi bắt buộc phải ly hôn à? Một lý do không chính đáng. Do anh hai của em phải không? Chị ly hôn là do tự chị Mỹ Trinh lựa chọn chứ đâu phải là tại má em đâu. Thế còn anh hai của em, nó không có ý kiến à? Không, vì hai người đã chán nhau. Em nói dối. Diễm à, anh biết rằng em đã không thành công với anh. Chứ anh thiệt là kỳ ghê à. Mọi người ta mà còn nghĩ đáng.
thằng Tâm nó biết. Anh cũng không có biết đâu. Sao nó lại không biết? Tại vì chị ấy đi mà không nói đi đâu cả, làm sao ai biết được. Vả lại họ đã ly hôn rồi thì còn quan tâm đến nhau làm gì nữa. Tôi phải kiếm Mỹ Trinh để tìm hiểu sự thật trong vấn đề này và mong Trinh trở lại với Tâm. À, anh Thiện, tôi anh Thiện đây. Anh Thiện, tôi sợ tự nhiên nào nói chuyện người ta bỏ đi à, anh Thiện. Gia đình
họ Diêm đã chịu thua cho anh ấy cưới em. Nhưng 3 năm làm dâu, em đã sống trong sự tẻ lạnh cô. Không cần tiếc nuối làm gì người đàn bà bối bạc thật là ghê tởm. Kiều, theo anh về mau. Kìa, anh hai, sao lại về? Đừng hỏi gì hết, phải về mau. Mỹ Trinh à, em thấy khỏe chưa Mỹ Trinh? Dạ, khỏe rồi anh hai. Thôi, anh về, anh sẽ thường xuyên đến thăm và lo lắng cho em ha. Em xin nhớ mãi thôi anh. Chúc Trinh ngủ ngon. Thu Dung cho con hả? Phải tổ chức đám cưới thật lớn thật gấp mà. Trời ơi, anh nói chuyện gì vậy? Điểm đi mà tiến hành nhanh lên, mà tiến hành thật là nhanh, nếu không tôi đổi ý thì đừng có trách con nữa. Kìa kìa, tâm con bỏ đi đâu vậy? Muốn gì ở lại đây bàn bạc với má nè. Cái thằng thiệt hết nó nổi à, khi không rồi đổi ý bất tử vậy cả. Kêu à, dạ con cũng không hiểu gì hết. Để má đi gặp nó hỏi cho ra lẽ mới được. Dạ đúng thật, cái ông thần này bụng mắt nặng rồi hay sao mà. Anh phải đi tìm người ta mới được. Trời ơi, chuyện không phải là chuyện của anh mà. Anh cứ can thiệp hoài à. Anh nghĩ là thiệt không à? Anh thì gì đó, anh không để cho thằng Tâm nó làm khổ Mỹ Trinh. Anh Diễn, bộ anh không nghĩ gì đến em sao? Diễn, anh rất quý em và thương em như là một đứa em gái gì đó. Vì anh tin rằng em có thêm anh như là thằng Tâm vậy nha. Thôi, em không thích thương anh nhiều. Chẳng cần anh trai nữa mà chỉ muốn rằng.
rồi nhớ thương làm khuấy động tâm dữ vậy mày. Tao đến đây là vì chuyện của mày với Mỹ Trinh. Đừng nhắc đến Mỹ Trinh nữa. Và cũng đừng bắt tao kể lại mọi chuyện. Tại sao? Tao muốn giúp vợ chồng mày chứ mà. Không cần. Nè, mình nói chuyện khác đi. Lâu lắm rồi mới gặp lại mày. Sao? Lúc này mày thấy nào hả? Tao vẫn vậy thôi. Tâm à, mày đừng né tránh nữa. Mày hãy nói với tao đi. Tao không có gì cả. Mày chỉ cần biết là tụi tao ly dị đủ rồi. Chưa đủ. Còn chuyện mày sắp cưới Thu Dung nữa chứ. Đúng. Cũng không có gì để kể với mày đâu. Tao rất ngạc nhiên và tao tự nghĩ chắc phải có một lý do sâu kín nào đó. Tao không thể tin rằng mày không còn yêu Mỹ Trinh, thế nên tao đến đây cũng để khuyên mày. Mày khuyên tao cùng nàng nên nuôi lại thiện ơn, tao thành thật cảm ơn mày. Điều đó đối với tao bây giờ đã không cần thủi, mày đừng nói nữa nghe chưa. Thì chuyện Mỹ Trinh tao gác lại, chờ dịp khác mình sẽ tâm tình. Nhưng còn là chuyện sắp cưới vợ của mày, mày có thể nói gì với tao đây? Chuyện ấy rất là đơn giản, vì yêu tôi dính lên tao cưới nàng. Tâm, mày hãy can đảm nhìn thẳng vào mắt của tao rồi xác nhận lại chuyện ấy rõ ràng. Thì đây tao xin đi lặp lại, tao yêu Thu Dung bằng tất cả chân tình, vì thế mà tao đây phải cưới nàng. Tao nói rồi, chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi. Yêu ngay khi mày vừa xa Mỹ Trinh nè, mày có nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tao không muốn mày nhúng mũi về chuyện của tao. Mỹ Trinh bè bạn, nên tao đến đây để khuyên mày vậy thôi. Mày đừng khuyên nữa. Tâm, mày thay đổi đến mức tao khó nhận ra được. Tuy rằng mày cố tình im lặng, nhưng tao vẫn đoán được nỗi đau khổ dằn vặt trong tâm can.
thuở nào. Tâm, nếu mày còn nghĩ tao là bạn thân thì tao khuyên mày một việc chớ nên giải quyết. Để báo tin gì cho tôi? Mày nói đi, tôi đang chờ đợi. Hãy khóc im lặng. Nào, cô hãy nói ra đi. Chắc là tin vui vì cô đã tìm được người thay thế tôi phải không? Vậy thì tôi xin chúc mừng cho cô. Nhân tiện xin mời cô vào dự lễ cưới của tôi. Không. Chứng kiến tận mắt tôi mới tỉnh ra. Cô là người chẳng ra gì mà. Anh Tâm, Tâm ơi, đừng có gì đâu mà anh nỡ nặng lời với em như vậy. Oh.
phấn cho em nè, bao tay cho em bé nè, đi băng rúng nè. Em coi có thiếu gì không em? Anh chưa báo đó nè, không có thiếu thiếu gì cả. Thì là anh đã từng làm cho vậy đó. Con biết không, anh hỏi mấy bà bán hàng đó. Anh bảo mấy bà mang ra bài thứ trên bàn. Tính bao nhiêu tiền, tính mặt tình. Người ta nói già nghe đâu thứ. Đừng giờ quá lọc trên đời cô. Ôi, chút đâu mà em lo cái chuyện đó. Mà nói sao phải kệ họ. Những lo được khi mẹ con em là anh vui rồi. Em mang nợ anh nhiều quá, biết làm sao mà trả được. Sao em nói như vậy? Anh thích mừng gì? Gì đó được cho em là xin. Sau khi xin nợ thì em sẽ trở lại sân khấu. Dù sao thì em cũng mang ơn anh. Anh không thích em cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề ơn nghĩa nữa. Anh muốn em phải hiểu anh. Lý Trinh nè, em còn nhớ không? Em còn nhớ ngày xưa đó. Hồi mà bộ ba tụi mình, anh nè, Tâm nè, rồi em nữa, cùng xuống học đó, em nhớ không? Em giận lắm. Lúc đó, em không còn mãi tính tính. Vì ba má em đã dội ra. Con em đi đâu đây? Thì ra anh là chính nhân của cái bào thai kia. Tôi không ngờ hai người lại làm một chuyện tồi bại ở đây. Ghê tởm thật, ấm cúng thật. Không được gì cũng như chúng tôi. Vậy cái gì? Cái bụng và chị đang mang là của ai hả? Tôi không hiểu chị là hạng người như thế nào mà lại đi đánh lâu. Lấy hết thằng đàn ông này thì lại thằng đàn ông khác. Mới ba tôi có một tháng trời nào. Con nhỏ ở đâu rồi? Kìa ba. Con nhỏ nào ba hỏi gì lạ
vậy, con đang ngủ và đến là con giật mình á. Con ngủ thật à? Ngủ mà để yên quần áo á. Con mệt quá không kịp thay đồ. Thôi đi, con không được nói dối bà. Bà, bố yên chuyện mau kêu con nhỏ đó ra đây. Bà, bà không thì đừng có trách bà. Con không hiểu bà bảo nhỏ nào nữa. Bà khắp nhà riêng như con mà bà không tin tưởng con à. Tin nên bỏ lỏng con đến nỗi con hư đốn như vậy đó. Thiện, bà biết rồi con đừng giấu ba, tại sao con lấy một cô gái lần có con mà chưa một lần về nhà văn qua, nay đổ bể con còn chối quanh, chắc cô ấy là hai gái chẳng ra chi, nên con giấu đi tự ý kết tình. Con thề với ba là chưa bao giờ làm mà chuyện chi hư đốn dại khờ, con đã lớn rồi ba hãy tin con. Bây giờ tao hỏi mày một lần chót, có chịu kêu nó ra không? Bà, cô xin ba hãy tin rằng mày ngoan cố thì xem tao hành động nè. Tao lôi cổ nó ra coi mày còn chối cãi được không cho biết. Ba à. Dạ thưa bác, dạ tôi xin lỗi bác. Tại sao cô có mặt ở đây? Dạ cháu xin tạm trú. Đến chừng nào? Thưa bác, cháu chỉ tạm trú đến lúc sinh nở thôi. Tại sao cô không tạm trú ở đâu lại chọn nơi này? Gia đình cô đâu, sao bỏ mặt cô như vậy? Ảo nào, có người cho tôi biết cô là... Xin lỗi, cô là hạng gái làm tiền. Ba, tôi xin ba đừng xúc phạm mỹ trinh. Im đi, bà chưa nói tới con. Nè cô không thể tiếp tục ở đây mà cần phải đi ngay. Ba hãy nghe con, đừng xua đuổi mỹ trinh. Vì không có chỗ để qua đêm. Cô ở đây chỉ để rùa quến thằng con của tôi chứ chẳng ích gì cho chúng tôi cả. Cô đi đi, đi đi. Ba đừng rẽ chân mà tội nghiệp cho nàng. Chúng con trong sạch chỉ là bạn thân giúp đỡ nhau. Thế mày ra xe ngay. Ba, con Mỹ Trinh thì sao ba? Đi, tao sẽ xử tội mày. Anh Thiện, anh hãy nghe bác mà về đi. Anh về đi, để mặt em. Không, bộ mặt em một mình anh không có yên tâm. Không an tâm thì cứ dắt dìu nhau đi nơi khác. Ba, mày mà trái lời tao hả, tao tự mày luôn. Ba ơi, con không thể bỏ Mỹ Trinh trong tình cảnh này được. Ba để về hôm nữa, về hôm nữa thôi, con sẽ... Đồ ly lắm, mày không về ngay thì đừng có trách. Bà lôi cổ nó ra công an cho mang nhục đó. Bà, anh Thiện, anh hãy về, anh đừng để bác buồn. Anh đi đây. Dạ, xin cảm ơn anh những gì anh đã dành cho em. Rồi anh biết tìm em ở đâu? Đi bác con đi. Anh đừng tìm em nữa. Không, anh không cho em đi. Anh hãy để em đi. Không, anh sẽ theo em. Anh sẽ lo cho em. Ủa mẹ, mày có chịu ra xe không? Còn cô, cô hãy buông tha cho nó. Bà, hãy tao à. Tao sẽ tự mày luôn. Bà, đi về. Không, cô không về. Đi về nghe chưa? Không, cô không về. Tao bảo mày về. Bà, Mỹ Trinh em, Mỹ Trinh. Tâm, dạ. Cháu định đi đâu vậy? Thưa cô,
Dung mãi ghen với dĩ dãn của con, nên lúc nào cô ấy cũng đai nghiến nặng nhẹ đủ điều, nên con không thể nào ở nhà được đâu cô ạ. Tâm, cháu hãy ở lại nhà, hôm nay cô cháu mình cùng tâm sự nhé. Cô ạ, tôi cảm thấy cô đơn, một cảm giác cô đơn khủng khiếp, mà chỉ còn chung sống với Mỹ Trinh. Cháu không hề có đó cô ạ. Cô thấy thời gian sau này cháu không có dễ dàng nữa. Cháu nhìn con, cô năm nay đúng 50 tuổi rồi, mà cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung tươi tỉnh. Đừng tưởng rằng cô sống độc thân và giàu sáng là không có hay. Nên xảy ra tan trang không tiều tùy. Sao được, chính mắt cháu đã thấy. Tôi thấy. Thấy cái gì? Một ta làm tình của vợ cháu chăng? Không, nhưng mà sống chung mấy năm trời cháu không hiểu được Mỹ Trinh. Chính những phán đoán nóng vội hấp tấp sẽ làm hại cháu. Người đàn ông mà cháu nhìn thấy đơn giản là thằng thiện bạn của cháu đó. Cô bảo sao? Thằng thiện? Trời ơi, nghĩa là vợ cháu với thằng thiện đó. Đó. Cô đã nói mà, lại dối vàng nữa rồi. Lúc đó thằng thiện chỉ đến giúp vợ cháu, mà chính cô là người chỉ bảo. Cháu biết không, cô không thể bỏ Mỹ Trinh được. Cháu đã hiểu rồi, cháu đã hiểu rồi. Hẹp gì, thì nó mắng cháu ngay ngày đám cưới. Nhưng đạo đức giả, cô là thằng đạo đức giả. Bởi vợ cháu chính Diễm mới nhìn thấy mà. Thấy gì? Diễm cũng như cháu đã thấy sự nghiệp bằng sự ghen tuông mù quáng. Có nghĩa là một kẻ tham và thằng con trai đã chào đời là của. Nhưng không phải là của thằng Thiện thì là của ai đây? Cháu cứ nghĩ rằng đứa bé đó là của thằng Thiện đi. Chắc chắn không phải là của thằng Thiện. Trời ơi, nếu không phải là con thằng Thiện thì đó chính là. Đừng nghĩ là của cháu. Những gì thuộc về quá khứ cháu hãy để cho nó ngủ yên. Cháu bây giờ đang làm chồng làm cha, cháu đừng quên trách nhiệm lớn lao, nghĩa là cháu phải thương yêu vợ và cần nên đối xử tốt hơn. Cháu có làm gì xấu với cô ấy đâu. Có, cháu nên nhớ là trong tình yêu người ta thường có chuyện nhỏ nhen. Nếu cháu sống với Chung Chung bằng tình thương trọn vẹn thì có lẽ mọi việc tốt hơn. Cháu bao giờ cũng nhớ đến Mỹ Trinh làm cho cô Chung ghen tuông lầm lẫn. Cháu đã chán rồi tính hết của cô Chung thường bởi mất cây dĩ vàng qua rồi. Tất nhiên là cô Chung cũng có lỗi lầm nhất định, không khéo léo và hay thương hơn. Nhưng cho cô cháu là chồng
đã nghe được tất cả những lời của chị dạy thằng Tâm. Và qua những lời đó, tôi có thể hiểu rằng đứa con của Mỹ Trinh hiện giờ là cháu nội của tôi. Trời ơi, lẽ nào lại như vậy? Cô nói con biết đi, có phải Mỹ Trinh có thai với con không cô? Bây giờ thì buộc lòng cô phải nói ra sự thật. Cô nói đi cô. Chính Mỹ Trinh đã tìm đến con để cho con hay việc đó. Trời ơi. Nhưng con lại nghĩ rằng nó mặc chuyện để phá ngày hôn lễ của con. Con còn nhớ không cô? Trời ơi, con đâu có ngờ sự việc như thế này. Cô ơi, mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Tất cả lỗi là do mẹ. Chỉ vì muốn có một đứa cháu nội, chỉ vì sợ dòng họ Dương tuyệt tự, mà mẹ vội vàng quyết định một việc đã làm cho vợ chồng con đi đến chỗ chia. Bỏ đi cái cảm giác đau khổ mà phải nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc. Hạnh phúc phải đó con à, mọi việc đã dĩ lỡ rồi, con nên nghe theo lời của cô con chỉ dạy. Tôi đang hạnh phúc, trời ơi, tôi đang hạnh phúc. Cực vai làm hàng nhai, bởi vì cha mẹ đã
Anh đừng có nói nữa. Nè, để anh kể cam cho em ăn nha. Anh Thiện nè, có đôi lúc nhớ đến cái ngày mà anh đến nhà Bảo Xanh Từ Vũ đóng tiền rước em về đây đó. Sao mà em không có nín cười được á? Anh cười mà cười chuyện gì vậy em? Họ cứ nghĩ rằng anh là chồng của em á. Anh chu đáo ha, đã thuê sẵn căn nhà này để có nơi cho mẹ con em che mưa đục nắng. Thôi, ăn cơm đi rồi anh nói cho em nghe một chuyện nè. Chuyện gì vậy anh? Mỹ Trinh, đã đến lúc em phải trả lời cho anh. Em không được bắt anh phải chờ đợi nữa. Anh Thiện, xin anh hãy để em suy nghĩ một thời gian ngắn nữa thôi. Ngắn là bao lâu? Em hãy hứa chính xác đi. Anh không muốn em cứ ỡm ờ như vậy mãi. Một tháng nha anh. Một tháng? Thật Mỹ Trinh, đừng bắt anh là một kẻ đứng bên lề đường tình cảm. Anh muốn em là vợ anh, vợ thật sự chứ không phải trên danh nghĩa. Nhưng em hứa. Vì tại sao là phải một tháng nữa? Một tháng có biết bao nhiêu là thay đổi hả Trinh? Vì em sợ có sự thay đổi cho nên em chưa quyết định. Em không muốn phải khổ thêm một lần nữa. Anh hoàn toàn không hiểu em muốn nói gì Trinh nào. Anh biết không, cách đây một năm dù đau khổ nhiều nhưng em vẫn còn yêu tâm, yêu tha thiết. Em biết rằng tâm đã hiểu lầm em và trả thù bằng cách thương yêu. Có nghĩa là anh ấy đã tìm được căn nhà trọn của em do một sự lầm lẫn nên ghen tuông. Anh tâm cho em là người ngoại tình phong bơm nhưng tâm đã lầm lẫn.
chào cô. Dạ chào ông. Dạ ông muốn tìm ai? Tìm thằng con của tôi. Thằng Thiện ấy mà. Trời ơi má, lúc trước chỉ vì gặp bác một lần cho nên con không nhớ, con xin bác thứ lỗi cho. Dạ con mời bác ngồi. Dạ xin phép bác, con đi pha trà. Khỏi cô ạ. Cô cứ ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Dạ thưa bác, bác muốn dạy con điều gì? Tôi đã đến đây từ lâu, chờ cho thằng con tôi rời khỏi nhà tôi mới vào gặp cô. Nói thế có nghĩa là vô tình tôi đã nghe qua, nghĩ mà thương cho thằng Thiện, tại sao nó lại quá đổi người thì như một kẻ chẳng yên bình. Thôi thì tôi phải có trách nhiệm dạy con, mắt nó về buộc nó phải đi cưới vợ, còn cô cũng nên xa nó ngay bây giờ. Con lại bác hà đời của con nhiều lần đậm lâu đau, không còn ai bằng quý thương. Điều đó thì cô hãy an tâm, tôi có thể hứa với cô rằng gia đình tôi sẽ bảo bọc cho con và xem cô như họ hàng thân thật. Nhưng còn về phần thằng Thiện con tôi, ngày nay nó cũng đã trưởng thành rồi, chắc là phải cứ dẫn cho nó nay mai. Bác thế giờ John Thiện thật sao? Thấy cô Trinh như thế nào? Chắc cô cũng vui khi thấy nó vâng lời tôi chứ. Bác ơi, bác đừng. Đừng cứ vợ cho thằng Thiện à. Sao vậy cô? Hình như cô có điều gì muốn nói với tôi phải không? Dạ phải. Chỉ có việc là con xin bác đừng cứ vợ cho anh Thiện. Vì con... Sao? Con đã yêu anh ấy. Ủa? Không lẽ lúc nãy tôi lại nghe lầm? Tôi không tin. Vì nếu cô yêu nó, sao cô cứ bắt nó phải chờ đợi chứ? Vì con còn lo ngại rằng bác không thuận ý. Qua nhiều ngày tìm hiểu, tôi đã thấu đáo tận tường hoàn cảnh của cô. Vì tôi có đến gặp cháu Tâm. Bác đã gặp chồng cháu. Giờ đây nó đã sống an phận, bởi lẽ không còn cách nào khác. Nó nói nó rất vui khi biết cô và thằng Thiện con tôi đã yêu nhau. Chuyện quá khứ của cô như vậy coi như tạm ổn, chỉ còn hiện tại và ngày mai. Con đang chờ lời chỉ dạy của bác. Tôi có thể chấp nhận cho cô làm vợ của con tôi. Bác. Nhưng với một điều kiện cô ạ. Điều kiện gì vậy thưa bác? Muốn cho ngày mai hạnh phúc giữa cô và thằng Thiện được bảo đảm thì ngay bây giờ cô cần phải... Phải như thế nào? Bác nói đi, bất cứ giá nào con cũng chấp nhận. Miễn sao con được làm vợ của anh Thiện. Cô phải lập tức cho ngay đứa bé này. Vì tôi biết nó không phải là huyết thống của dòng họ nhà tôi. Nhưng tôi nói bé tâm bệnh, có nghĩa là con tự tay cắt đi đứa ruột của mình rồi. Nếu được như vậy thì tôi mới chấp nhận cô là dâu. Con của mẹ, mẹ cũng bỏ con đâu. Mẹ cứ sợ bên con suốt đời. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thì sinh con để có được một tấm chồng, tôi nghĩ chuyện ấy đâu có khó khăn gì. Tôi từng chứng kiến biết bao người đàn bà làm được chuyện ấy kia mà. Thưa bác, mỗi người có một suy tính khác nhau. Họ có hành động như vậy, đó là việc riêng của thiên hạ. Còn riêng con, tình mẫu tử là thiên lý cao cả. Con không thể làm theo ý muốn của bác được. Thank you.
chết vậy đi. Mỹ Trinh, em có điên không mà với ba anh em lại tỏ ra giận hờn đuổi xua như một người xa lạ. Trinh ơi, nếu chẳng chút gì mến thương anh thì thôi anh đành cam chịu. Chưa có ly đâu em nỡ nhẫn tâm đối xử với nhau không nghĩa không tình. Nói gì bây giờ, lỗi tại ba mà. Ba, tại sao là tại ba hả ba? Ba bắt buộc cô Tinh phải chấp nhận cho Phước đứa bé đi, nếu muốn về làm vợ của con. Trời đất ơi, sao ba bắt Tinh làm như vậy ba? Con cũng không đồng ý chứ gì. Làm như vậy tàn nhẫn lắm ba ơi. Nếu đã thương Tinh thì con phải thương cả con của Tinh nữa chứ. Bởi vậy ba mới nói rằng lỗi này là do ba. Nhưng dù sao Tinh cũng không được phép xua đuổi ba. Tinh, nếu em xử sự với ba như vậy một lần nữa đó thì thì sao? Con đánh nó hả? Dạ thưa ba. Ba thích thế nào đụng tới con dâu cưng của ba đó. Ba nói như vậy nghĩa là sao hả ba? Cái thằng nói như vậy mà còn hỏi à? Thiện, dạ. Con chọn cháu Trinh đây làm vợ không lầm đâu con. Ba, người ta thì dám bỏ con để có được một tình yêu khác, còn cháu Trinh không vì thứ tình yêu ấy mà phải chịu mất con. Cháu Trinh, tất cả là do bác chỉ thử lòng dạ của cháu đó thôi. Ba, như Mỹ Trinh chưa nói yêu con mà ba. Nó chưa nói với con, nhưng mà nó nói với ba rồi được không? Ba. Thôi về, để ba về bàn với má con sẽ có một buổi lễ đơn sơ để cho hai đứa bay ra mắt họ hàng thân tộc nhớ. Dạ. Hai con xin cảm đội ơn ba. Thank you.
kìa.